Vâng, chào mừng các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ đề tài thông tin là tiền. Vào tháng 6 năm 2019 các bạn, tôi đi thăm Do Thái. Tôi nghe được hai câu chuyện rất là tuyệt vời liên quan tới kinh doanh. Câu chuyện thứ nhất là xảy ra tại London ở cái thị trường chứng khoán. Vào năm 1815 đấy các bạn, thì ở thị trường chứng khoán như vậy có một cái dòng họ Do Thái rất nổi tiếng, đó là dòng họ Rothschild. Dòng họ này có 5 người con và cái người con trai thứ 5 tên là Nissan. Ông ta là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng tại thị trường chứng khoán, giống như là Warren Buffett bây giờ đấy. Tức là gì nào? Mọi người á, họ cứ nhìn vào Nissan hành xử như thế nào thì họ sẽ hùa theo. Và các bạn đều biết vào ngày 19 tháng 6 năm 1815 á, xảy ra một cái cuộc chiến ở Waterloo giữa Anh và Pháp ở mãi đất nước Bỉ á. Nó rất là xa London. Nhưng cái cuộc chiến này á, nó rất là ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán. Nếu mà chính phủ, nếu mà Đức, nước Anh mà chiến thắng nước bạn thì cái giá của công trái nước Anh nó sẽ lên cao cực kỳ. Nhưng ngược lại, nếu mà thua thì cái giá của công trái nước của chính phủ Anh nó sẽ tụt thê thảm luôn đấy. Và do đó xảy ra ngày 19 tháng 6, thì ngày hôm sau là ngày 20 tháng 6 đó các bạn, thị trường chứng khoán cực kỳ ảm đạm. Và một buổi sáng như vậy á, lúc đó mọi người chờ đợi Nissan coi xem cái ông ta xử lý như thế nào. Và các bạn biết không, sáng sớm như vậy Nissan đi tới thị trường chứng khoán và bất thình lình Nissan quyết định bán ra các công trái. Thế là mọi người ùa nhau, Nissan bán rồi. Thế là mọi người cùng đều bán hết. Và cái giá của công trái đó của chính phủ Anh các bạn, nó tụt thê thảm luôn. Và đến khi nó tụt tới mức không còn được nữa đó các bạn, thì bất thình lình Nissan quyết định thu gom mua ngay vào, mua rất là nhanh. Và chính ông ta tạo ra cái sự hỗn loạn cái ngày 20 tháng 6 đó. Và sau đó một thời gian rất là ngắn, khoảng một tiếng hồ các bạn, chính phủ Anh thông báo cuộc chiến Waterloo là đất nước Anh đã chiến thắng. Và như vậy các bạn biết không à, Nissan đã gom được một cái gì à, lợi nhuận khổng lồ. Như vậy phải chăng Nissan đánh cuộc với cái cuộc chiến Waterloo? Thưa các bạn, không phải đâu ạ. Họ có 5 anh em sống rải rác ở các đất nước châu Âu. Và quan niệm của họ là gì nào à? Thông tin cực kỳ quan trọng. Thông tin là tiền, thông tin là máu. Vì vậy họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua các cái thông tin về của thám tử. Đặc biệt họ đầu tư trang thiết bị về cái truyền thông đó bạn, rất hiện đại ở thời đó, đó hiện đại còn hơn chính phủ Anh. Vì vậy mà họ nắm được thông tin của cuộc chiến trước chính phủ Anh đó các bạn nhé. Đấy, rất là thú vị đúng không ạ? Còn câu chuyện thứ hai là xảy ra tại Mỹ ở tiểu bang California. Đó là cái ông chủ của công ty thịt Amor đó các bạn. Vào năm 1875, một buổi sáng, ông ta đọc cái tờ báo, cái thông tin rất là ngắn thôi, Mexico bị dịch. Mắt ông ta các bạn biết không, bừng sáng lên. Ông ta mở mắt rất to và yêu cầu bác sĩ của công ty ông ta đi sang Mexico để xác nhận cái thông tin đó. Sau đó bác sĩ xác nhận rằng đúng là có bệnh dịch. Thì lúc đó các bạn biết không, ở California, ông ta quyết định yêu cầu mọi người đi thu gom toàn bộ heo này, bò này, trâu này ở California và Texas, đồng thời di chuyển tất cả các loại đã mua được đi sang các tiểu bang ở phía đông. Bởi vì ông biết chắc chắn là gì nào, trận dịch sẽ lan từ Mexico sang California và Texas mà thôi. Và đúng như vậy các bạn, 3 tuần sau trận đại dịch đã xảy ra. Và thế là chính phủ thế nào ạ, đã quyết định bao vây tất cả các châu bò heo đó để gì ạ, diệt đi. Và lúc này giá heo giá bò cực kỳ cao các bạn. Ông ta đã mang những cái heo bò mà mua mà di chuyển về hướng đông đấy đem quay trở lại bán. Qua cái trận dịch đó, ông ta thu được lợi nhuận là 9 triệu đô, tương đương với bây giờ là 130 triệu đô đó các bạn. Như vậy các bạn thấy không ạ? Thế thông tin cực kỳ là quan trọng, thông tin đúng là tiền. Và lúc mà tôi ở Do Thái, tôi hỏi người ta cái từ thông tin ở của tiếng Do Thái, tức là tiếng Hebrew nghĩa là gì? Mà rất là thú vị các bạn, cái từ thông tin nó còn có nghĩa là gì nào? Hoạt động kinh doanh, nghĩa là thông tin nó dính liền tới kinh doanh. Ai biết thông tin sớm, ai biết thông tin chính xác, phân tích và nắm được cơ hội sẽ gì nào à? Sẽ tạo ra được cái lợi nhuận cho mình đấy các bạn nhé. Và quay trở lại đất nước của chúng ta, các bạn nhìn thấy ông Park Hang-seo khi huấn luyện viên các đội tuyển của Việt Nam, ông ta yêu cầu Liên đoàn bóng đá cho ông ta các cái dữ liệu và thông tin về cái số lần thua, về cái xu hướng thua của đội tuyển Việt Nam. Và dựa vào cái dữ liệu đó, ông ta đã đưa ra các cái chiến thuật, các chiến lược làm cho gì nào à, các đội tuyển Việt Nam ta đá kết quả cực kỳ tuyệt vời đúng không các bạn?
Điều này thì các bạn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc cũng thế. Họ cực kỳ nhạy bén, họ cực kỳ thông minh. Ngày nay họ hiểu thông tin cực kỳ quan trọng. Do đó họ thường xuyên gì nào ạ? Là truyền đạt những thông tin trong doanh nghiệp của họ để cho mọi nhân viên hiểu và cải tiến. Trong cái tập video trước tôi đã nói với các bạn, họ ít nhất là gì nào, truyền đạt là 6 cái chỉ số đo, đúng không? Ôn lại nhé, chỉ số đo thứ nhất là gì nào ạ? Là quy là chất lượng, chỉ số đo thứ hai là cốt là chi phí, là giá cả đấy. Và chỉ số đo thứ ba là chữ D, delivery, giao hàng đúng hạn. Số tư là gì ạ? Là chữ B, phở, là năng suất. Và chỉ số đo thứ năm đó là an toàn. Chỉ số đo thứ sáu là chữ M, moral, tinh thần kỷ luật nhiệt huyết của nhân viên. Đấy, và đương nhiên Hàn Quốc các công ty vừa và nhỏ trong 20 năm qua họ đã có cái cách, một cái hệ thống để họ thu thập dữ liệu, họ phân tích dữ liệu. Không phải cái loại dữ liệu nào họ cũng chia sẻ, không phải cái loại dữ liệu nào họ cũng thu thập đâu các bạn. Mà họ có một cái hệ thống rất tuyệt vời nhé. Miễn làm sao các bạn nhớ này, họ có một hệ thống rất tuyệt vời giúp cho họ thu thập thông tin và phân tích, giúp cho họ trả lời 3 câu hỏi sau đây. Anh chị nhớ cho tôi 3 câu hỏi sau đây khi họ thu thập và phân tích dữ liệu. Câu hỏi thứ nhất là những loại thông tin nào cho doanh nghiệp của họ biết được các hoạt động chính yếu cốt lõi của mình á, đang thực hiện tốt hay là xấu. Đấy. Cái loại thứ hai là nhờ vào những loại dữ liệu nào để họ biết được cái điều đó. Và cái loại dữ liệu thông tin thứ ba là những hoạt động nào trong công ty của họ hiện nay cần phải cải tiến, cần phải thay đổi để tạo ra được những cái kết quả rất cao và bền vững, không những trong ngắn hạn và trong dài hạn các bạn đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc họ đã biết cách để mà gì nào sử dụng một cái mô hình phân tích, thu thập thông tin, truyền thông tin. Vậy thì họ làm cái chuyện đó cụ thể như thế nào? Tôi trân trọng kính mời các bạn theo dõi vào cái bài viết ngày mai của tôi, là chúng ta tiếp tục nghiên cứu các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và phát triển. Trân trọng kính chào các bạn.